Dạ, hai em đồng hồ cơ ha. Có báo thức luôn mới ghê chứ, báo thức bằng cót. Dạ. Con này là con Hero của Thượng Hải nè. Một trong những dòng đồng hồ cũng đáng để sưu tầm. Dạ. Còn con này thì khỏi nói rồi. Con này là con Sanco Corona. Dạ, kim rốn. Dạ đây. Kim báo thức. Đây. Còn con này kim báo thức. Báo thức nằm trên này. Dạ. Mắt nó liếc như gọi là gì? Ở Bắc mình hay kêu là gì? Rang lạc hay lạc rang gì á. Dạ. Dạ đây. Đây là cót của báo thức. Đây là cót giờ. Này chỉnh. Này bấm vô là tắt báo thức. Dạ. Rồi em thử cái ha. Thử một con nha. À, này 9 giờ em tay em quay thấy em hơi khó, đợi em xước. Báo thức là vậy luôn, cái giỡn thôi à, thật. Báo thức à, tắt. Dạ. Còn em này báo thức đang ở 1-2 giờ để em chỉnh nè. Đâu đó ngủ khỉ trứng để em chút này, báo thức lúc nào kim nó cũng chỉnh ngược. Bác nào lấy hết cả cặp thì em xin 800 thôi. Còn hả mà lấy lẻ thì là con này 350, con này 550. Con này màu đẹp lắm mấy bạn, màu đỏ tươi đẹp lắm đó nha. À, bỏ chân trong tủ cũng là hàng độc rồi đó.